giả đang cùng theo dõi chương trình Giải Mã Cặp Đôi, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Vision Communication thực hiện. Chúng ta luôn có hẹn với nhau vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với chương trình, chúng ta sẽ được giao lưu gặp gỡ những cặp đôi, họ có thể là mới vừa yêu nhau hoặc thậm chí là đã kết hôn. Nhưng điều quan trọng, họ sẽ cùng nhau nỗ lực cố gắng để vượt qua các thử thách của chương trình và chinh phục giải thưởng cao nhất với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với những cặp đôi rất cá tính, đáng yêu. Đó chính là Cao Cường, Hà My và Thế Trân, Hải Yến. Trong phong cách của Hà My và Cao Cường rất là phóng khoáng và thoải mái. Tụi mình rất là tò mò về bạn My Mèo và Cường Cún. Rất là vui khi mà đến tham gia chương trình như thế này, cho nó một cái dịp cho mình hiểu thêm về nhau và nói xấu nhau nữa. Chưa gì là đã muốn lục đục nội bộ rồi. Cụ thể là mấy bạn đã quen nhau bao lâu rồi ta? Nếu mà tính đến nay thì chính xác là được gần 5 năm rưỡi. Chà, lâu thế. Còn có mấy ngày được 5 năm rưỡi rồi. Các bạn đã kết hôn chưa? Mình sắp sửa thôi, nhưng mà không biết khi nào. 10 năm. Chắc là một năm rồi đó, rất là xa. Tức là cuối năm nhưng mà năm nào không biết. Đúng rồi đó, chính xác. Với lại người ta nói là cái gì mà nó còn dở gian gian á, giữa đó là thì nó đẹp hoài à. Nhưng mà đó, nói gỡ tình chỉ đẹp khi tình còn gian dở. Đúng. Cái đó là mình muốn tách hai đôi đường thì mình mới nói vậy. Đó, thấy là Cường bắt đầu nhíu mày rồi đó. Cường ơi, Cường nghĩ sao vậy rồi? Tôi thấy ý kiến của My thì cũng đúng với quan điểm của tôi thôi. Tôi nghĩ là mọi việc nó cứ lập lờ thì nó hay hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm quen với cặp đôi tiếp theo, đó là Kay Trần và Hải Yến. Mình tên là Kay Trần, hiện tại đang là ca sĩ trong nhóm của FB Boy. Thì còn đây là cô giáo của mình. Dạ, em xin chào chị Hà Trinh cùng quý vị khán giả. Em tên là Hải Yến, hiện em đang là giáo viên công tác tại trường tiểu học Hà Huy Giáp ở thành phố Biên Hòa. Thì em với anh Kay quen nhau cũng được 2 năm rồi chị. Một tháng. 2 năm 2 tháng. Cả hai đều có phong cách giống nhau. Vậy cái ngày xưa mình quen nhau là cái thời học sinh, sinh viên hay sao? Thì Kay lúc đó là Kay bắt đầu mới vô nghề đi hát á, đi diễn ở Biên Hòa. Thì lên gặp cô gái này. Thì lúc đó thì cũng chưa có nghĩ gì hết, chỉ là gặp gỡ nhau thôi, để đi hát thôi. Thì cô này ngồi ở dưới ngồi nghe, say đắm. Thì sau này nữa thì vô tình bắt đầu Kay mới tìm hiểu và xin số nói chuyện với là Yến cách cỡ 2-3 năm trời á. Mình nghĩ có một sự cố tình nhẹ nhẹ ở đây chứ không hề vô tình. Trời, cô gái mà vô tình được. Vô tình như thế nào ạ? Thì nói chung thì gái đẹp thì làm quen. Cao Cường có phải vậy không? Thấy con gái xinh là mình bắt đầu. Không phải đâu, đây là mình cua anh Cường á. Vậy luôn á hả? Mình cua trước mà mình lại mê dai. Bạn cua trong trường hợp nào? Có một người chị siêu black ấy, hẹn nhau là ở trên quán là bảo em có bồ chưa? Chưa, em đang cô đơn. Kêu để đó chị, để chị sẽ rước một anh lông dâu rất là nhiều để cho em bảo đảm là em sẽ thích. Khi mà gặp á, thực sự là lúc đó mình cũng bất ngờ, tại vì cái bề ngoài của anh rất là giống người nước ngoài. Hồi đó là anh tóc dài, thế sao mà ngồi chơi với nhau, sao mà kết nhau cái cua nhau luôn. Hít lắm. Ấy chà, nói chung là anh cũng dễ dụ dữ vậy anh Cường hỉ. Bây giờ anh không nhận ai rồi. Phụ nữ là vậy đó, mới đầu mình đóng vai gặp gỡ dễ thương thỏ con hoặc là fan hâm mộ. Đấy, đấy, đó. Đấy đó. Là chủ sở hữu luôn rồi. Thôi để xem là các cô của chúng ta còn có những tài năng đặc biệt gì nữa, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Thì chúng ta hãy bước vào vòng 1, mai tên bí mật cặp đôi quý vị nhé. Ở vòng 1, bí mật cặp đôi, các cặp đôi của chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua 5 câu hỏi của chương trình. Mỗi câu tương đương với 5 điểm. Các bạn sẽ được phát cho một bộ vợt. Bộ vợt màu hồng và bộ vợt màu xanh. Màu hồng tương đương với nữ và màu xanh là nam. Nếu như các bạn cảm thấy là mình đồng quan điểm với câu trả lời nào của Hà Trinh thì chúng ta sẽ giơ đáp án tương ứng với hồng hoặc là xanh. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Rất đơn giản đúng không? Còn bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên, đó chính là anh Cao Cường và chị Hà My.
câu trả lời trùng khớp thì mình được 5 điểm. Ai trong số hai bạn là người đề cao mối quan hệ nghề nghiệp hơn là việc chỉ phát triển kỹ năng của bản thân? Trùng khớp. Thực ra anh Cường là một người rất là kỹ và có trách nhiệm trong công việc, thì anh lúc nào cũng muốn là hai đứa đều phát triển tốt. Có bao giờ mà lo việc làm quá cái không lo phát triển cái chuyện tư duy cá nhân của mình hay không? Không, thực ra hai đứa là rất là quan tâm với nhau. Đi đâu thì đi, ai làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải về nhà ăn cơm. Nếu như chúng ta không được khán giả công nhận cái tiếng tăm của mình trong nghề nghiệp, thì ai trong số hai bạn sẽ là người dễ dàng chuyển cái lĩnh vực của mình sang lĩnh vực khác hơn? Trùng khớp. Hứa hồn. Rồi anh định bán gì hay là anh định làm gì ngoài việc đạo diễn nè? Chắc là tôi sẽ về làm một trang trại nuôi chó chẳng hạn. Hả? Tức nghĩa là anh có mơ ước là mở một trang trại nuôi chó? Ừ. Mi biết chuyện này không? Biết, Mi biết chứ, Mi luôn ủng hộ. Tại vì Mi biết anh Cường là một người rất là yêu chó. Ở nhà có hai con, lúc nào mà không có thời gian bên Mi là dành cho tụi nó hết. Trong chuyện tình yêu, tình cảm, tình trường, thì ai trong số hai bạn là người bánh bèo hơn? Nói thiệt nha, sao anh cười xó lớ vậy? Ai da, trùng khớp. Bánh bèo. Bánh bèo như thế nào vậy? Dạ, có em dễ cho em bánh bèo đó mà. Thật ra hay khóc nhè. Hay mít ướt. Mít ướt là bánh bèo. Anh Cường anh đồng ý không anh? Không, thi thoảng bánh bèo nó có cái hay gọi bánh bèo. Đó. Anh thích bánh bèo đúng không? Khoảng một ngày khoảng tầm khoảng nửa tiếng bánh bèo được rồi. À, bánh bèo mà còn có thời gian nửa tiếng một lần nữa. Cụ thể có lần nào mà bạn này bánh bèo mà anh khó chịu không? Tôi nghĩ rằng là trong tình yêu đôi khi cần phải có những cái giây phút như thế. Trong tình yêu cần phải có những bánh bèo. À, phải có bánh bèo thì mới vui. Hai bạn cảm thấy là ai tự tin hơn? Trùng khớp. Nãy giờ Trinh thấy là Mi nói không, Mi lấn lướt ảnh không, mà sao Mi lại nghĩ là anh Cường tự tin hơn Mi? Đây là nhường đấy. Là tại vì Mi thích nói. Đấy là nhường. Nếu như lỡ sau này hai đứa cưới nhau thì cái két tiền ai giữ? Thăng thăng. Trùng khớp. Anh giữ két mà chỉ giữ chìa khóa, phải không? Cả hai đứa đều không có cái khả năng chi tiêu một cách hợp lý. Thì sau này một thời gian ở với nhau thì mình mới quyết định bảo thôi bây giờ thế này. Tiền thì em cứ tiêu. Còn cái tính của em là em hay quên, rồi em hay thế này thì cứ để anh giữ. Còn em muốn tiêu lúc nào em cứ bảo anh đưa, hoặc là đưa chìa khóa. Chúc mừng hai bạn đã ghi được 25 điểm tối đa từ vòng 1. Lượt của Khế Trần và Hải Yến bắt đầu. Giờ câu đầu tiên, ai trong hai bạn sẽ là người chấp nhận cái tư tưởng có tiếng mà không có miếng còn hơn là vô danh không ai biết? Trung khớp, xin chúc mừng. Kiểu một người làm nghệ thuật thì họ lúc nào họ cũng muốn được có một cái sự nổi trội, nổi bật hoặc là tiếng tăm. Nên là cái nghĩ thì chắc ai cũng như vậy. Và nếu mà một người bạn gái mình thương mình, yêu mình thì quen đến như vậy thì sẽ hiểu mình, và chắc chắn là bạn gái mình sẽ là bạn nam, chọn bạn nam. Ai trong số hai bạn là người dám dấn thân vào những khó khăn rủi ro mặc dù biết sẽ có mất mát? Không trùng khớp. Vì vậy là sao? À, tốt quá, giỏi quá. Tại sao vậy? Tại vì Cây thì Cây nghĩ là tại vì người yêu của Cây là Yến thì rất là mạnh mẽ và lúc nào cũng chịu cực chịu khó hết, và lúc nào cũng dám dấn thân vào cái những mà cái mình không làm được để cố gắng làm được. Và Cây nghĩ là Yến. Yến thì sao? Tại vì theo như em nghĩ thì anh Cây á, cũng là một người rất là chịu khó. Khi có những thứ mà em cảm thấy giống như là điều đó anh làm có khi sẽ không thực hiện được đâu, nhưng mà anh vẫn cố gắng làm, và nhiều khi anh làm rất là tốt. Trong hai bạn, ai
là người háo sắc hơn? Trả lời. Gì vậy cái? Chọn một thôi. Ai chà, trùng khớp. Ai cũng thật sự thích cái đẹp, nhưng mà cái đó là quá khứ rồi. Vậy là cũng có một lần nào đó sa ngã. Lâu lắm rồi, cái lúc mà chưa bắt đầu tỏ tình với Yến. Có nghĩa là bây giờ nếu như có một người con gái đẹp đến tán tỉnh Kay, mà đẹp hơn cả Yến luôn, giỏi hơn cả Yến luôn, Kay có sao động không? Tôi nghĩ là không, không bao giờ. Nó không sao chớp mắt dữ vậy? Không bao giờ. Ai chà, chứng minh mình nói thật là một cách để nói dối. Thôi Yến ơi, chuyện này về mình tính sau nha. Tính sau, tính nhưng sau. Nhưng biết háo sắc là được rồi. Thật ra đàn ông nào cả thích sắc, đúng không? Ai trong số hai bạn là người hay thường xuyên là mình là mấy mỗi lần mà mình giận nhau? Trùng khớp. Cái này đúng nè. Là mình làm mấy là sao đây? Tại vì bạn ấy hay kiểu anh làm cái gì vậy? Xong hỏi là nói xong chưa? Thì vẫn chưa xong. Khi nói Yến vậy tức không? Để về trả thù sau. Khi mà cả hai không một xu dính túi, ai trong số các bạn sẽ là người có cái khả năng sống sót tốt hơn người kia? Trùng khớp. Bạn bây giờ bạn có trong trường hợp đó chưa? Ờ, nhiều rồi chứ. Và cả hai cũng bị nhiều trường hợp như vậy luôn. Nhưng mà nói chung thì mình có tay, có chân, mình có đầu óc thì hãy cố gắng lao động sẽ gặt được cái thành công và tiền thôi. Các bạn đã rất hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Số điểm của các bạn tại vòng 1 hiện nay đó là 20 điểm. Xin chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình mang tên Chuyện giờ mới kể. Chào mừng các bạn đang cùng đến với vòng thi Chuyện giờ mới kể. Ở vòng này thì các cặp đôi của chúng ta không chỉ là hiểu tâm lý của nhau mà phải đồng nhất về ý kiến khi giải quyết các tình huống. Cụ thể sẽ có 3 tình huống dành cho các bạn nam. Và các bạn nữ, nhiệm vụ của bạn là nghe nhạc, đeo mắt kính vào để cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Và lát nữa các bạn phải giải quyết những tình huống này giống như các anh ấy đã giải quyết thì mới ghi được 5 điểm. Có quyền đặt cược ở các câu hỏi để được 10 điểm, hoặc trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Các bạn rõ luật chưa? Xin mời. Tình huống số 1 được đưa ra ngày thơ ấu. Bây giờ mình đưa một vé về tuổi thơ. Bạn thử nhớ lại xem bạn ganh tị nhất với tuổi con nít hàng xóm ở cái điều gì? Về gọi là về một cái gọi là vật chất á. Ngày xưa kiểu như gia đình cũng không có khá giả lắm. Rồi cây thì nói chung cũng buôn ba rất là nhiều. Thì nói chung thì trong xóm thì cũng có nhiều đứa nít nó bằng tuổi mình á, nít nha. Thì nó được bố mẹ cho đủ thứ. Thì còn cây thì kiểu như là cũng hơi buồn thôi, chứ không có trách gia đình, kiểu như ganh tị thôi. Là tại sao mình không có được cái đó thôi. Cái đó là cái gì bạn nhớ không? Kiểu như là vật chất thôi, kiểu như là đồ chơi xịn, xe xịn hay là mọi thứ. Vậy là mình ganh tị với các bạn nhỏ cái thời đó là có điều kiện sống điều tốt kiện, hơn. Điều kiện đúng rồi, dạ, yeah, đúng rồi. Rồi, còn anh Cao Cường, hồi xưa sao vậy anh? Tôi hồi xưa không có ganh tị gì cả. Vậy thực ra thì tôi sinh ra lớn lên ở quê. Mấy đứa trẻ con ở trong làng thì đều giống nhau, đi chăn trâu, cắt cỏ, rồi là thả diều. Những cái thứ đấy thì chúng tôi đều có như nhau. Thành ra là hầu như tôi không có ganh tị gì cả. Quá sướng luôn. Mọi người đều như nhau ở làng quê. Câu hỏi số 2. Cái trò chơi nào bạn cảm thấy là mình nghịch dại và bây giờ nghĩ lại mình đã trưởng thành hơn nhờ nghịch dại? Cây không có. Vậy là Cây chưa từng nghịch dại. Chưa từng. Còn anh Cao Cường thì sao? Tôi nghịch dại cũng hơi nhiều. Một bầu trời nghịch dại ở đây. Vào mùa khô, mùa gặt đấy, dạ. Thì người ta phơi rơm rất nhiều, rơm rạ rất nhiều trên hàng rào ấy. Mấy đứa trẻ con mới thi nhau mà đốt hàng rào. Và nó cháy luôn vào trong cái sân nhà người ta. Chơi lớn. Chơi lớn vậy anh? Có nghĩa là làm cho cái sân nhà sớm sáng nhất đêm đó hả? Và một trò mà tôi nhớ mãi là hồi xưa tôi có xem một vài cái phim, tôi bảo tại sao mà chúng nó có thể có phép mà nó bay được trên mặt hồ ấy. Thì tôi mới lấy đà mới đạp và lao cả xe xuống dưới cái hồ. Một là đốt sân nhà hàng xóm, hai là lấy xe đạp lao xuống hồ, chọn một trong hai thôi. Bây giờ đốt sân hay nhảy xuống hồ? Một trong hai, chắc là nhảy xuống hồ. Thế
cái điều gì ở những chàng trai khác mà anh nghĩ là họ thể hiện cái tính nam tính nó không đúng chỗ và anh khó chịu về điều đó? Và thêm một ý nữa là những điều gì mà anh đang cố tỏ ra nam tính nhưng bạn gái anh lại không thích? Ví dụ như là gây gỗ, đánh lộn với người ngoài hay này nọ. Rồi còn bạn, bạn thể hiện nam tính kiểu gì mà bạn gái bạn không thích? Không, không có. Anh Cường? À, cái không thích thì tôi không có không thích. Còn tôi thì cũng hơi nóng nảy. Không có nghe than phiền về chuyện anh đừng có tỏ ra nam tính hay đừng tỏ ra đầu chọc râu nhiều gì đó. À, ý là anh thấy cái gu bạn gái anh càng nam tính càng đàn ông thì cổ càng thích. Bây giờ quay trở lại với hai nàng xem thật sự mấy cổ có nghĩ vậy không ha. Bạn nghĩ rằng người yêu của mình lúc nhỏ thường ganh tị với những đứa trẻ khác ở chỗ nào? Bạn trai của My thì không ganh tị. Không ganh tị gì á? Không ganh tị gì. Bạn chốt đáp án này có đặt cược không? Không. Không đặt cược. Rất tiếc. Suýt tí nữa là mình được nhân đôi số điểm vì anh ấy thật sự không ganh tị ai. Mặc kệ. Được, người yêu của bạn hiểu bạn đấy. Rồi, riêng Hải Yến thì Kay hồi nhỏ ganh tị với những đứa trẻ khác ở chỗ nào vậy? Hồi nhỏ em có nghe anh kể là ảnh thích chơi trò chơi Lego á chị. Nhưng mà giống như là hồi nhỏ thì anh cũng không có điều kiện để mua những cái món đồ chơi đó. Tại vì Lego thì thường rất mắc. Em nghĩ chắc ảnh ganh tị về những bạn khác chắc có đồ chơi đó, nhưng mà ảnh thì chắc là không có. Có nghĩa là có đồ chơi đắt tiền hơn. Đúng không? Chắc về sao đồ chơi. Sao nghĩ người ta gì mà xấu xa dữ vậy? Nhiều khi là người ta là không ganh tị gì cả. Giống như Cao Cường, thấy không? Bây giờ có tự tin vào mình thì đặt đi. Em không đặt đâu. Suýt tí nữa là được nhân đôi số điểm rồi. Bởi vì đáp án của bạn là trùng khớp. Đúng thật là anh ấy muốn có đồ chơi đắt tiền và điều kiện sống tốt như những đứa trẻ khác. Nhưng đó là cảm giác ban đầu của thuở nhỏ thôi. Và tiếp theo khi anh lớn mới nguy hiểm nè. Tại vì theo dòng thời gian, hồi nhỏ mới ảnh như vậy, bây giờ lớn lên. Đố các bạn trong quá trình trưởng thành, không có một cái nghịch dại nào bằng cái nghịch dại này. Thì anh đã nghịch cái gì vậy? Sao toàn mấy cô hỏi hóc búa không nhớ? Khi xưa ta bé ta ngu. Bậy, đừng hát câu đó nha. Cái gì? Ý nó là khi xưa bé ngu thì mình hay bắt mấy con mèo, con chó bỏ vô cái lu. Cô này cô nghĩ cái gì á? Tôi thích cái suy nghĩ của cô. Nghịch dại nào khiến bạn trai nhớ đời nhất và trưởng thành hơn? Không nhớ, nó không có. Không có bao giờ chơi trò chơi bất thường nào cả, đúng không? Đặt cược đi cưng. Thôi đừng dụ, không có trò nào hết trơn đấy. Không có trò nào hết trơn và không có đặt cược luôn. Không luôn. May quá. Bởi vì anh có một cái vấn đề là anh chơi trò chơi rất bất thường. Lái xe đạp anh chạy ngang hồ thôi mà chạy giữa chừng chìm. Đó, xong được người ta dớt lên. Dạ, đó là quá khứ hùng mạnh của anh. Còn bây giờ, quay trở lại Hải Yến. Bạn nghĩ sao về những cái trò nghịch dại của Kay? Chắc em nghĩ cho anh Kay chứ không có đâu. Ở nhà chắc anh Kay hồi nhỏ chơi búp bê. Không bao giờ đi ra ngoài chơi hết. Chờ, em nghĩ chắc không. Không bao giờ có trò gì nghịch ngu hết. Và bạn có đặt cược không? Thôi em không chắc câu này. Thiệt? Không nghe phải không? Thôi đừng dụ em. Mất cơ hội nhân đôi bởi vì đây là đáp án trùng khớp. Yeah. Theo các bạn thì trò nào đàn ông khác thường làm thể hiện sự nam tính mà hai anh này anh không có thích? Nhưng ngược lại cũng cho chúng tôi biết quan điểm của bạn nha. Là trò nào anh ấy làm để thể hiện nam tính mà bản thân bạn không có thích? Ảnh thường hay ít để ý đến người ta lắm. Còn riêng bản thân Kay thì Kay nam tính ở chỗ nào mà bạn ấy hay thể hiện nhưng mà không có thích? Nhiều lúc ảnh đi ra ngoài ảnh cứ vẽ kiểu giống như là lạnh lùng, xong rồi kiểu kiểu cách làm sao ta, kiểu ánh mắt cứ thể hiện ánh mắt đó chị. Người con gái khác giới nhìn vô cảm thấy thích đó. À, kiêu sa sang chảnh. Đúng rồi, em mà em ghét lắm. Trời, cái mặt như thế bạn diễn tả được không? Kiểu lúc nào ánh mắt cũng kiểu vậy. Sao anh có cái trò cái hay vậy nè? Em không thích. À, kiêu sa sang chảnh như kiểu là nam tính, là một cách thiện nam tính. Mình mới biết.
cược hay không cược? Không cược. Không cược. Vì không trùng khớp. Hi hi hi. Kay thì rất là ghét đàn ông hay đánh nhau gây gỗ. Bởi vì như vậy là thể hiện nam tính không đúng chỗ. Và bản thân Kay nghĩ rằng mình không bao giờ thể hiện sự nam tính đó cả, nên Kay cũng không có gì để phàn nàn về bản thân. Đó. Riêng bạn My thì nghĩ gì về anh Cao Cương? Cái mà Cuốn không thích đó là cái người đàn ông mà gọi là to tiếng. Và cái trò nào mà bạn trai thường làm để thể hiện nam tính là My ghét nhất là cái đàn ông quá mức. Anh không đúng chỗ. Bây giờ là mình chơi lớn luôn, mình đặt cược luôn. My không cược. May quá không tin Cường, bởi vì chật lất không trùng khớp. Thường anh nói là anh không có quan tâm. Tôi không quan tâm tới tất cả người đàn ông khác làm cái gì. Tôi không cần biết. Bản thân tôi thấy đủ nam tính rồi. Và người yêu tôi cảm thấy tôi quá nam tính. Không có gì để phàn nàn. Đó, qua hai vòng chúng ta thấy là cái số điểm của mình cũng đã thay đổi ít nhiều, nhưng mà rất là kịch tính giữa các đội. Đặc biệt là sự suy nghĩ thấu đáo thông minh của hai cô gái. Nhưng đôi khi chúng ta lại bị lừa về tình huống, bởi vì không biết là người yêu của mình có quá khứ lại đặc biệt như vậy. Qua vòng thi này thì đội của anh Cao Cường và chị Hà My đã ghi được 5 điểm. Tổng số điểm của các bạn là 30. Còn Khay Trần và Hải Yến, chúng ta có 10 điểm vì đã rất hiểu nhau. Và tổng số điểm của các bạn là 30. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với vòng 3 chung đôi. Chào mừng các bạn đang cùng đến với vòng 3 chung đôi. Ở vòng này thì rất là kịch tính và hấp dẫn khi cả hai đội của chúng ta đều ngang tài ngang sức, 30 điểm như nhau. Vậy ai là người chiến thắng giành phần thưởng chung cuộc là tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 triệu đồng. Đó chính là phiếu mua sắm tại Nội thất Phố Sinh để chúng ta sở hữu những món nội thất đẳng cấp sang trọng cho không gian sống tiện nghi của ngôi nhà mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thể lệ của thử thách này. Mang tên đố chữ. Các bạn sẽ không được dùng lời nói để diễn tả đó là điều gì, sự vật gì, mà các bạn sẽ dùng hành động hoặc là âm thanh được mô phỏng để chúng ta cho bạn mình biết đó là từ khóa gì. Và nếu như chúng ta trả lời được 5 từ khóa thì các bạn sẽ được nhân đôi số điểm. Với thử thách đố chữ này thì nữ sẽ diễn và bạn nam sẽ cố gắng đoán thử ý nghĩa nhé. Xin mời cặp đôi đầu tiên, anh Cao Cường và chị Hà My. Xin mời các bạn qua đây ạ. Đây là bộ đề của bạn. Cố gắng đạt 5 từ khóa là mình sẽ được nhân đôi số điểm. Và các bạn có 2 phút. 2 phút dành cho Cao Cường và Hà My. Bắt đầu. Có 2 từ. Chị nào? Gần đúng. Thông minh. Gần đúng từ hồi nãy. À, trí tuệ. Chị nào? Gần đúng rồi. Về nguyên gốc đầu tiên đi, về nguyên gốc đầu tiên. Cố lên. Thời gian các cô đi giật mẹ, trời ơi. Lướt đi, lướt đi. Mấy từ? 3 từ. Cương thi à? Ma cà rồng. Chính xác. 2 từ. Người mù. Gần gần như vậy. À. 3 từ. Từ. Đúng là nó rồi đó. Người bỏ mù. Qua đi, bỏ qua đi. Rồi, 4 từ. Má lông đồng tiền. Chính xác. Cố lên, cố lên. 2 yeah. Từ. Chơi gôn. Gần giống. Gần đúng, động từ. Đánh gôn. Chính xác. Cái gì ta? Cái gì vậy? Hai từ. Lẽ lên, còn 10 giây. Điên giật à? Cái gì điên giật vậy? 3 từ. Vòi hoa sen. Gần giống. À... Động từ ở trước. Hết từ giờ. Hết giờ. Quần áo là bộ nào? Ở đâu ra cái này áo bộ gì là áo đầm? Rồi, mời các bạn về vị trí cũ ạ. Có cố gắng nhưng chưa có may mắn đúng không? Tắm lại ra phải kỳ cọ nữa. Tắm vòi sen chưa được. Má lúc đầu tiền thành công. Động đất chưa diễn tả được. Mình phải làm hoành tráng hơn nữa. Muốn sập trời long đất luôn thì mới hiểu. Chưa được. Mù loà chưa thành công. Macaron chính xác được 2 từ rồi. Đánh góp là 3 từ. Bộ não gần đúng rồi, anh dùng từ trí não. Chưa được. Đồng hồ báo thức.
chưa thành công. Và chúng ta có tổng cộng là 3 từ khóa đã được chinh phục. Chúc mừng anh Cao Cường và Hà Huyên. Tèng tèng tèng. Hey, và Hải Yến, tới lượt các bạn đây. Tự tin lên, xin mời hai bạn. Và đây là bộ đề dành cho các bạn. Nhớ nha, chỉ cần chinh phục được 5 từ khóa là mình được nhân đôi số điểm đó. Và 2 phút dành cho Hải Yến, Khay Trần. Bắt đầu. Tu huyết. 2 từ. Hút gió. Gần đúng. Hút sáo. Chính xác. 2 từ. Ăn chuối. Chuối hay chuối vậy ông? Gần đúng rồi. Mút kẹo. Gần đúng. Kẹo mút. Chính xác. Lại chị Hà Trinh. Cái gì 4 từ dữ vậy? 2 từ. 2 từ, 2 từ. Bái lại. Gần đúng. À, xá lại. Gần đúng. Vái lại. 2 từ. Quả lắc. Đường chéo. Bing bong. Chính xác. Tung tung tung. Đánh trống. Chính xác. Đau lòng. Chính xác. 5 từ rồi, bạn được nhân đôi số điểm. Cố lên. Còn chút xíu nữa thôi. Chim bay. Mấy từ? 2 từ. Chim bay, nhà bay. Cò bay. Chó bay. Thôi thua. Lẹ 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 lẹ. Lẹ lên, lẹ lên. Cố gắng, còn mấy từ cuối kia. Cái gì đó kìa, mấy từ? Vâng, vâng, vâng. 2 từ, 2 từ. Vâng, vâng. Vỗ cánh. Mấy từ? 3. 2 từ. 2. 2 từ. Đại bàng. Gì vậy? Đại bàng. Mời các bạn về vị trí ạ. Nghĩ sao cái này nhỏ xíu kêu là ăn chuối. Rồi hai bạn nó lột ra như cái chuối. Bóc kẹo. Chứ bây giờ bạn hy vọng con đại bàng là làm sao? Bây giờ này không phải đại bàng chứ con gì đại bàng. Nhưng mà ý là nói về một loài chim nào đó chứ. Đâu có được, đâu được nói đâu. Tổng kết lại, mình đã chinh phục được 5 từ khóa được nhân đôi số điểm. Đó là những từ đau lòng, đánh trống, ping pong, kẹo mút, hút sáo. Và những từ chúng ta không làm được là van xin đại bàng, Marilyn Monroe. Dù sao thì chúng ta cũng đã rất là hiểu nhau. Và các bạn đã có được một số điểm kha khá. Phải nói là qua vòng thi số 3, chung đôi tốn rất nhiều sức lực và trí lực và cũng rất bực. Họ đã có được kết quả xứng đáng. Cụ thể là 15 điểm đã thuộc về Cao Cường và Hà Vi. Chúc mừng các bạn, tổng điểm của các bạn ghi được đó là 45 điểm, cũng khá cao. Còn cặp đôi xuất sắc của chúng ta, Kay Trần và Hải Yến, rất là hiểu nhau. Các bạn đã ghi được 30 điểm trong vòng thi vừa rồi, nâng số điểm tổng cuối cùng lên là 60 điểm và chiến thắng. Với phần thưởng đó là phiếu voucher mua sắm tại siêu thị nội thất Phố Sinh trị giá 15 triệu đồng dành cho các bạn. Xin chúc mừng. Và 5 triệu đồng dành cho cặp đôi còn lại từ Phố Sinh. Chúc các bạn sẽ có những buổi mua sắm vui vẻ nhé. Các bạn thân mến, nếu như chúng ta muốn trở thành người chơi của chương trình, hãy đăng ký qua website giaimacapdoi.vn và liên hệ lên fanpage của chương trình có tên cũng là Giải Mã Cặp Đôi. Và đừng quên đón xem chương trình vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Chương trình Giải Mã Cặp Đôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Vision Communications thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.